Thưa quý vị và các bạn, cuối giờ chiều ngày hôm qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022. Tại buổi họp báo, lãnh đạo các bộ ngành đã trả lời nhiều vấn đề được quan tâm như là giá xăng dầu, việc tiêm vaccine cho trẻ em. Liên quan đến việc giá dầu lần đầu tiên cao hơn giá xăng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, từ trước tới nay, chúng ta vẫn quen giá bán lẻ dầu hỏa và dầu diesel thấp hơn giá xăng. Nhưng kỳ điều hành ngày 5 tháng 9 vừa qua thì lần đầu tiên giá dầu cao hơn giá xăng và có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Tại thị trường thế giới, thì từ đầu năm 2022 đến nay, thì sau xung đột giữa Nga và Ukraine, thì nguồn cung khí đốt cho thị trường châu Âu và Mỹ giảm nên nhu cầu đối với dầu diesel và dầu hỏa tăng. Và cái này thì nhằm để thay thế cho cái nhu cầu về khí đốt, dẫn đến giá các sản phẩm dầu tăng khá cao và ở mức giá tương đương hoặc cao hơn giá xăng. Tuy nhiên là từ kỳ điều hành giá ngày 5 tháng 9 vừa qua, như tôi vừa báo cáo, thì do giá xăng thế giới và giá dầu thế giới có sự chênh lệch lớn, giá dầu thì cao hơn giá xăng khoảng từ 30 đến 35 đô la Mỹ một thùng, nên giá bán lẻ dầu trong nước đã lần đầu tiên cao hơn giá xăng. Thông tin về việc xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu thời gian qua, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, ngày 31 tháng 8 vừa qua, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương ký ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đối với 11 thương nhân đầu mối và các công ty con của các thương nhân đầu mối này. Ngoài hình thức phạt tiền, thì có 5 quyết định xử phạt áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu với 5 doanh nghiệp đầu mối.